Nam mô ta sa pha ga va tô a ra tô sam ma sam bun ta sa Thưa quý vị, hôm nay là ngày tháng 7. Thường ấy, người ta nói là tháng 7 đi đâu cũng cẩn thận, mà hễ có chuyện gì xui rủi là người ta đổ thừa thôi. Đầu tháng 7 cũng vậy đó. Và nhiều người ấy, thì họ nói là đầu tháng 7 họ còn bắt cho một cái biệt danh mà chỉ có người Việt Nam mình mới gọi thôi. Tại gọi tháng 7 là cô hồn. Và thưa quý vị, ban đầu cái ý nghĩa của cái từ cô hồn á, nó không có ý nghĩa xấu đâu. Nhưng mà do cái cách mình gọi là mình ám chỉ, rồi mình nghĩ về những cái chiều hướng xấu, thành ra nó xấu. Cô hồn đó là những cái chúng sanh mà không có thân bản quyến thuộc, mà phải lây đó, qua đi đây đi đó, không có ai chăm sóc đó, đau khổ đó, không có chỗ nương tựa, không có chỗ giúp đỡ, thì chúng ta gọi đó là cô hồn. Mà thường ấy, những cái chúng sanh mà chết rồi, ai đâu mà không có ai, không có họ hàng, ai cũng có họ hàng hết. Đức Phật nói thật khó để mà tìm một chúng sanh nào chưa từng làm cha làm mẹ của mình. Thật khó mà tìm một chúng sanh nào chưa từng làm ông làm bà của mình. Thật khó mà tìm một chúng sanh nào chưa từng làm con ruột của mình trong cái dòng sinh tử luân hồi. Có nghĩa là mỗi người trong số chúng ta, mỗi người trong số quý vị đều từng làm cha làm mẹ của sư hết, đều từng làm ông làm bà làm cô dì chú bác của sư hết, đều từng làm anh chị của sư hết, đều từng làm con làm cháu của sư hết. Tất cả chúng ta đều là quyến thuộc của nhau. Chúng ta những người còn sống ở đây còn là như vậy, huống chi là những chúng sanh đã quá vãng. Như vậy tại sao họ lại trở thành cái mà mình gọi là cô hồn? Bởi vì mình không có nhớ tới họ, mình không để ý tới họ, mình không chăm sóc họ, mình không lo lắng cho họ. Cho nên mang tiếng là có quyến thuộc nhưng mà không có ai chăm lo, cho nên mình gọi đó là cô hồn. Vì vậy chúng ta chỉ chăm sóc, lo nghĩ đến cha mẹ của đời này, nhưng mà qua một kiếp khác rồi mình không hề nhớ gì đến những cha mẹ của kiếp trước, không nhớ gì đến ông bà, về những người thân mình ở kiếp trước đấy. Mình để cho những người thân của mình đây đó. Với những ai mà mình biết đến Phật Pháp thì người thân của mình còn được cơ may, còn được giúp đỡ. Còn những người không biết đến Phật Pháp thì xin chi buồn. Thật sự đó là như vậy. Mà quý vị biết, trong số tất cả những cái con người mà còn phàm đây này, thì cái người mà mình xứng đáng lễ bái nhất, không kể tới chúng ta, thì đó chính là cha là mẹ của mình. Đức Phật dạy trong Tăng Chi Bộ Kinh chương Hai Pháp có hai hạng người này các tỳ kheo. Ta nói không thể đền ơn được, thế nào là hai? Mẹ và cha. Mẹ và cha là những con người mà mình không thể nào để đến được. Nhưng mà có những người mà lại lập luận như thế này là quý vị. Hai ông bà chẳng qua hồi xưa như thế nào đó ham vui đẻ cho tôi đâu có đòi ai được đẻ cho tôi. Nhiều người họ lập luận như vậy, cho nên họ không có cái cảm giác biết ơn. Họ cảm thấy cha mẹ thương họ là cái chuyện đương nhiên, và họ không hề họ nghĩ đến cái chuyện đó hết. Quý vị biết là ở phương Tây ấy, rồi những nước châu Mỹ, châu Âu, cái khái niệm mà chăm lo cho cha mẹ lúc về già nó rất là nhạt nhòa, thưa quý vị. Đối với họ ấy, con lớn 18 tuổi ra đi, rồi khi mà cha mẹ lớn tuổi ấy, thì họ đưa về cái viện dưỡng lão với cái lý do là ở đó họ có cái sự chăm sóc y tế tốt hơn. Và đối với họ, cái việc chăm sóc người già đối với họ là một cái gánh nặng.
Và khi mà cái nền văn hóa của châu Âu, châu Mỹ đó, đưa về những xứ châu Á, đưa về Việt Nam mình, ngoài những cái tiện nghi vật chất thì mình còn bị ảnh hưởng những cái giá trị tinh thần. Có nghĩa là rất nhiều người trẻ cảm thấy là cái việc chăm lo cho cha mẹ đối với họ là một cái nặng. Nhiều người con dâu họ không đồng ý nuôi cha mẹ chồng. Và nhiều người họ cảm thấy là cha mẹ không có làm nuôi mình cái gì. Cha mẹ thương con thì bằng trời bằng đất, mà con nuôi cha mẹ con kể tháng nào. Cho nên có một lần vua Vasenadi mơ một giấc mơ là có một cái con, những cái con bò lớn, những con bò bò mà trưởng thành ấy, nó lại đi bú sữa những cái con bò con. Thì ngài thấy giấc mơ này nó quá kỳ lạ đi, ngài mới đem ra ngài hỏi Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn nói cái chuyện này ở cái thời này nó không có nhiều đâu, nhưng mà ở cái thời sau đó, về cái thời mạt pháp, khi chúng sanh sống ác nhiều hơn sống thiện ấy, cái chuyện này sẽ xảy ra. Đó là chuyện gì? Có những người già lớn tuổi khi họ không còn làm lụng được nữa, không còn lao động được nữa, thì họ phải ăn nhờ ở đậu nơi chính con cháu của họ, và họ phải nhìn mặt con cháu để mà liệu bề cư xử. Chứ nếu như họ không có cư xử cho phải phép với con cháu họ thì con cháu họ không có vui, thậm chí nó đánh họ. Cho nên Đức Phật nói có ba hạng người rất khó tìm ở trên đời. Thứ nhất là một vị chánh đẳng giác rất khó tìm ở trên đời. Thứ hai là một người biết thuyết giảng đúng chánh pháp rất khó tìm ở trên đời. Và thứ ba là người biết tri ơn và báo ơn rất khó tìm ở trên đời. Cho nên những cái hạng người vô ơn có nhiều ở thế gian không có gì lạ chứ. Cái người biết báo ơn, biết tri ơn mới là hiếm lạ, còn cái người mà vô ơn không có gì lạ. Hai hạng đầu thì không thuộc phạm vi bài viết này, phạm vi cái bài thuyết giảng này, cho nên sư chỉ nói sơ thôi. Đức chánh giác đẳng giác rất khó tìm, bởi vì sao? Ngài bỏ công ngài tu hành 20 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp. Quý vị biết là mỗi một cái thời mà Đức Thế Tôn xuất hiện ở thế gian, vô số chúng sanh phát nguyện bồ đề muốn làm sao cho con cũng thành một vị chánh đẳng giác. Nhưng mà cái thời gian tu nó lâu quá, tu rất là mệt mỏi, cái số nước mắt, cái số máu mà ngài đổ ra vì chúng sanh nó nhiều, nó nước trong bốn bể. Cái xương mà ngài hy sinh, cái xác mà ngài chết vì chúng sanh nó nhiều khắp quả địa cầu, nó nhiều lắm luôn. Vì suốt 20 a tăng kỳ, 100.000 đại kiếp mà Đức Thế Tôn mình là tôn thế hạnh trí tuệ là ngắn nhất rồi, mà còn tốn nhiều thời gian như vậy mà để chi? Tới hồi thành Phật rồi nó thích chửi thì nó chửi, nó thích bỏ đói nó bỏ đói, nhìn nó thích cúng dường cúng dường, không thích thì thôi nó đứng nó chửi. Mà ngài vì cái lòng đại bi, ngài đứng làm lại ngài nghe nó chửi, bởi vì ngài biết nó chửi xong rồi ngài nói pháp nó sẽ chứng đắc đạo quả, cho nên ngài chấp nhận ngài đứng đó. Rồi sau khi ngài biết là ngài thuyết pháp cho nó chứng đắc đạo quả rồi đó, nó phát tâm nó cúng dường ngài, nhưng mà ngài sẽ không nhận và ngài chịu nhịn đói suốt ngày đó. Thành Phật rất khó, mà để chi hoàn pháp được có vài chục năm rồi nhận niết bàn nó nặng lắm thưa chị. Cho nên ấy, cái số người mà đi đến cuối con đường để trở thành một vị chánh đẳng giác nó hiếm vô cùng. Vì vậy một vị chánh đẳng giác rất khó tìm ở trên đời. Cái thứ hai là một người biết thuyết giảng chánh pháp rất khó tìm ở trên đời. Quý vị biết một vị pháp sư chỉ xuất hiện vào thời có Đức Phật, vào cái thời kỳ có chánh pháp rồi cái nữa. Một vị mà leo lên pháp tòa không phải ai cũng cứ gọi là pháp sư, không phải cầm micro và nói chuyện là pháp sư, không phải là mình cứ kể chuyện trên trời đất, kể chuyện là trên xuống dưới và thành pháp sư, không phải. Một vị pháp sư đúng nghĩa thứ nhất phải nói đúng chánh pháp, không có tự mình suy diễn, phải nói đúng chánh pháp. Cái thứ hai là phải hướng cái người nghe đến cái sự chấm dứt đau khổ, hướng tới cái sự tu tập để đi đến cái con đường giải thoát thì mới đáng được gọi là một vị pháp sư. Chứ không phải lên đây kể chuyện trên trời đất xong rồi mọi người hay quá vỗ tay đi về, không phải. Cho nên một vị pháp sư biết thuyết giảng đúng chánh pháp rất khó tìm được trên đời. Cái thứ ba là cái đối tượng mà sư đang nói trong bài pháp ngày hôm nay, cái người biết tri ân báo ơn nó khó, thưa quý vị, khó.
Quý vị những con người ngồi ở đây, mình được nghe chánh pháp, mình còn có một chút lòng biết tri ân và hối ân. Còn những người ở thế gian, quý vị, thưa giả sử có một ai đó chăm lo cho quý vị, mỗi tháng gửi tiền về cho đi chợ đi búa rồi nuôi con nuôi cái cho mình, làm biết bao nhiêu việc một tháng cho rất nhiều tiền, họ lo mình yên ông cứu hậu hay gì đấy. Nhưng mà 5 năm 10 năm sau, vì một lý do nào đó họ không còn có khả năng chu cấp mình được như vậy nữa, mình có cả tỷ nguyên nhân để mình phủ sạch cái ơn của họ. Rồi cái việc mà chăm lo cho người già đó quý vị, xin nói thiệt không có gì vui. Người già lớn tuổi đi đứng khó khăn, mắt mũi kẹt nghẹn, chưa kể ăn uống họ có thể là bơ vãi. Rồi nhiều lúc gia đình có khách khứa tới ngồi ăn chung, rồi ba mẹ mình cứ làm rơi vãi đồ ăn thì nhiều lúc đứa con cũng mất nhà. Rồi người Trung Quốc họ có câu cửu bệnh tiền sàng vô hiếu tử. Cửu bệnh là bệnh lâu dài, bệnh lâu ngày, bệnh lâu quá thì không đứa nào có hiếu nổi. Bệnh ví dụ như 1 năm 2 năm nó còn có hiếu, chứ còn bệnh lâu quá thì không hiếu nổi. Mà xin thưa với quý vị, bản thân xin tin chắc, nếu như có một cái ngày nào đó mà xin đổ bệnh ra, xin nằm liệt giường liệt chiếu từ năm này qua năm khác, cái con người cuối cùng mà còn có thể ở bên sư nếu như họ còn sống chỉ có một người phụ nữ, đó là mẹ của sư. Sư tin chuyện đó, cho dù mình làm tổn thương người mẹ của mình như thế nào đi chăng nữa, mình có phụ bạc người mẹ mình như thế nào đi chăng nữa, cái con người mà cuối cuộc đời của mình nếu như họ còn sống, họ vẫn ở bên mình, đó chính là mẹ của mình. Còn đứa con xin thưa, cái chuyện đó nó khó lắm. Tại vì như sư nói, chăm người già nó không vui, nói chuyện nói dăm ba câu thì còn được, chăm lẽ bây giờ mình ở bên họ suốt sáng chiều khó. Rồi đến nhiều lúc đó mình nằm bệnh, nhiều lúc ngứa ngáy muốn nhờ nó gãi, mà nó ngồi nó mở điện thoại di động ra, nó lướt Facebook hoặc là nó coi phim hàng thì không chết cha. Sự thật nó là như vậy, cho nên cái người biết tri ơn và báo ơn nó khó lắm, cái gì nó khó tìm trên đời, rất khó. Rồi trong số những con người mà biết tri ơn và báo ơn đó, họ làm rất nhiều cách để thể hiện tấm lòng của họ. Sư từng đọc tác phẩm là 24 tấm gương hiếu thảo, hay còn gọi là nhị thập thứ hiếu của Trung Quốc. Thì trong đó nêu rất nhiều những tấm gương hiếu thảo. Ví dụ như một người con mà cha mẹ bạc đãi họ như thế nào đi chăng nữa, họ vẫn nuôi cha mẹ. Nhưng mà theo Đức Thế Tôn thì vẫn chưa thể trả được công ơn nuôi dưỡng. Có người con gánh gạo cả 100 cây số để nuôi cha mẹ, theo Đức Thế Tôn người đó cũng chưa trả được cái ơn nghĩa sinh thành. Có người cha mẹ bệnh cần có thịt để mà nuôi, nhưng mà nhà nghèo quá không kiếm đâu ra, chấp nhận lóc thịt ra để mà nấu một món ăn cho cha mẹ qua cái cơn bệnh hoạn. Người như vậy theo Đức Thế Tôn vẫn chưa trả được cái ơn nghĩa sinh thành. Rồi có vừa rồi có một cảnh ở cái biên giới ở cái vùng mà Pakistan, mà có một chàng thanh niên, ảnh có một cái đôi quan gánh, ảnh mang một cái đôi quan gánh, một bên là cha ảnh, một bên là mẹ ảnh, cõng cha mẹ như vậy trên cái đôi quan gánh đó đi suốt hình như là 130 cây số để đi đến cái khu tị nạn của người Do Thái, bởi vì cái khu của ảnh bị chiến tranh. Và thiên hạ tôn vinh ảnh là một người con hiếu thảo, nhưng mà Đức Thế Tôn nói cho dù có một chúng sanh nào cõng cha bên vai trái, cõng mẹ bên vai phải đi suốt cả 100 năm khắp quả địa cầu chăm lo cho cha mẹ từng miếng ăn giấc ngủ, cha mẹ có đau đớn chỗ nào thì xoa bóp nuôi dưỡng chăm lo sức khỏe, cho cha mẹ ăn những cái thức ăn nó tuyệt phẩm ở thế gian, ngay cả khi cha mẹ có tiểu tiện
hoặc có vệ sinh ngay trên vai của mình, họ vẫn không bao giờ nhíu mày nhăn mặt. Người như vậy vẫn chưa thể trả được cái ơn nghĩa sinh thành. Hoặc giả sử có người đó, vì đền ơn cha mẹ mà đưa cha mẹ lên làm vua làm chúa, hưởng thụ tất cả mọi cái của cải tài sản ở thế gian, hưởng thụ tất cả những quyền lực cao nhất ở thế gian, người như vậy vẫn chưa thể đền ơn được nghĩa của mẹ và cha. Như vậy những cái định nghĩa mà hiếu thảo ở thế gian đó, nó không thể nào đền đáp được cái ơn nghĩa sinh thành đó, thưa quý vị. Nó có ba hạng người, nó có ba hạng người mà có hiếu đó, nó có ba hạng người. Thứ nhất là nghĩ về mình, họ nghĩ mình làm như vậy là đủ đền ơn cha mẹ hay chưa, nghĩ như vậy mình làm như vậy thì cha mẹ có còn cái gì mà mình cần phải chăm sóc được nữa hay không. Đó là người biết nghĩ về mình. Hạng thứ hai là biết nghĩ về người, có nghĩa là sao, mình làm như vậy đó, xã hội nhìn vào họ sẽ nghĩ như thế nào. Mình làm như vậy đó, những cái hàng mà khuất mặt những hàng phi nhân, những hàng chư thiên ấy, họ nhìn về mình ấy, họ sẽ nghĩ như thế nào. Mình đi làm ăn mua bán lúc nào cũng cầu trời cầu Phật, cầu cho những cái hàng mà phi nhân, những hàng chư thiên giúp đỡ mình trong muôn vàn đó. Nhưng mà những cái lúc mà mình chăm sóc cha mẹ, mình có bao giờ nghĩ là chư thiên họ cũng đang nhìn mình không? Đối với những cái gia đình mà có những người con hiếu thảo đó, đó là những gia đình được cho là có phạm thiên ở trong nhà. Đó là những gia đình xứng đáng được lễ bái cúng dường. Đó là những gia đình mà chư thiên hoan nghênh, lúc nào cũng hộ trì. Khi đó cho dù quý vị không cần cầu chư thiên thấy quý vị khổ, giúp được là giúp. Đương nhiên mỗi chúng sanh có nghiệp của mình, nhưng mà nếu như giúp được là chắc chắn họ sẽ giúp. Còn nếu như mình sống mà không có chăm lo cha mẹ đúng không? Thì cái lúc mình khổ, cái lúc mình làm ăn, những lúc mà mình cần những cái bề trên họ giúp đỡ, xin thưa với quý vị là họ bận hết rồi. Họ bận họ giúp những cái gia đình con có hiếu. Chừng nào giúp cho những cái gia đình đó xong đi đã, rảnh rỗi mới quay, không còn chuyện gì làm để quay qua giúp mình. Giúp những con người mà không có hiếu, không phải là họ không giúp, nhưng mà họ ưu tiên giúp những gia đình mà có người con hiếu thảo. Đó là nghĩ về người. Còn thứ ba là nghĩ về pháp. Họ nghĩ mình chăm lo cha mẹ như thế này đã đúng pháp hay chưa, có đúng với chánh pháp hay chưa, Đức Phật đã dạy cái gì trong cái công việc mà nuôi dưỡng cha mẹ của mình, trong kinh nào, trong những cái đoạn nào Đức Phật nói về cái bổn phận của người tại gia cư sĩ phải giúp đỡ cha mẹ. Đó là nội dung của bài pháp ngày hôm nay. Đức Thế Tôn nói đó, để mà đền ơn cha mẹ thì việc đầu tiên chúng ta phải làm đó là chăm lo cho cha mẹ về cái mặt vật chất. Bởi vì sao? Cha mẹ nó nuôi dưỡng mình thì đương nhiên mình phải nuôi dưỡng lại cha mẹ. Phải nói là sư rất ngưỡng mộ những bậc làm cha làm mẹ. Không nhất thiết phải cha mẹ của sư, mà cha mẹ của tất cả mọi người. Quý vị dám làm cha làm mẹ thì sư xin thưa là sư rất ngưỡng mộ quý vị. Bởi vì sao? Mang thai 9 tháng 10 ngày, đẻ nó ra, thương hết, dành hết tình thương cho nó. Rồi cái hồi nó 16 tuổi, 18 tuổi, cái lúc nó biết thương người yêu rồi thì ba mẹ chỉ còn là cái cây ATM di động thôi. Chừng nào mà đi làm mà khó khăn quá, ở đâu xa mà khó khăn quá đó, về ôm hôn mẹ nó tí xíu, ôm định cha nó tí xíu để chi vậy? Cho tiền, lấy được chút đỉnh rồi lại đi nữa. Sự thật nó là như vậy. Cho nên ấy, phải nói là khi mà mình có được một đứa con là cái gì? Đầu tư một cái quỹ, đầu tư mạo hiểm. Quý vị đã đầu tư những cái quỹ mạo hiểm mà không biết là nó có trả ơn hay không. Mà xin thưa là từ xưa tới giờ cha mẹ nuôi con có bao giờ mà trông đợi con mà trả ơn đâu. Nhưng mà bổn phận của người con
theo tinh thần chánh pháp là họ phải có nghĩa vụ nuôi dưỡng cha mẹ của mình. Nếu như một vị xuất gia đó quý vị, theo luật Đức Thế Tôn cho phép một vị xuất gia đi khất thực, và những cái tứ vật dụng, những cái tài sản mà vị đó có, vị đó được phép cho cha mẹ, cho người dân thì không được. Bởi vì người dân ấy, họ không đủ cái phước để mà họ hưởng những cái đó. Và với một người dân ấy, thì người ngoài nhìn vô thì nó giống như là mình chà đạp cái công sức của thí chủ. Cho nên cái bổn phận của một người con là phải biết nuôi dưỡng cha mẹ của mình. Rồi cái thứ hai đó là một người con phải làm tròn cái bổn phận của mình đối với cha mẹ. Như vậy quý vị có thể hỏi là, ủa, tôi nuôi dưỡng cha mẹ của tôi chăm sóc cha mẹ của tôi, như vậy còn không đủ hay sao, còn bổn phận gì nữa? Bổn phận theo Phật giáo đó, nó có bốn cái bổn phận mà một người con phải nghĩ tới cha mẹ của mình, phải giúp đỡ cha mẹ của mình để làm được. Thứ nhất là đối với những ai mà có cái lòng hiếu thảo, biết nghĩ tới mẹ và cha, nếu mẹ và cha bỏ sẻn không biết bố thí thì phải biết hướng dẫn cha mẹ mình bố thí. Người như vậy là đã trả ơn được mẹ và cha. Bởi vì sao? Bởi vì đó, nếu như mà quý vị chăm lo cho cha mẹ của mình, cùng lắm lo được đời này thôi, đâu có lo được đời sau. Mà hồi nãy xin đã hỏi, đặt câu hỏi cho quý vị, do đâu mà người ta giàu có, do đâu mà người ta nghèo? Do bố thí được giàu sang, mà do bỏ sẻn phải bị nghèo khó. Cho nên khi mà cha mẹ mình bỏ sẻn là mình biết cha mẹ mình đang có cái nhân nghèo trong cái ngày vị lai. Và một người con có hiếu, họ phải làm cách, họ nghĩ cách làm sao đó để cho cha mẹ của họ biết bố thí. Có nhiều người đó, họ nói là bây giờ ba mẹ bỏ sẻn kêu mà bỏ một đồng ra để mà đi bố thí nó khó vô cùng. Thì có một anh ấy, anh gợi ý như thế này, là sư thấy cũng hay, đó là anh đi làm thì bình thường anh gửi tiền về cho cha mẹ, thì lần này anh gửi kèm thêm một cái phong bì nữa. Anh nói là cái này đó là ba má làm giùm con, đem cái tiền này đi làm từ thiện. Cái này tiền rõ là con không có phải con cho ba má, mà con nhờ ba má đi làm từ thiện giùm con, tại vì con không có thời gian, nhờ ba má làm cái chuyện đó cho con. Thì ban đầu đó, hai ông bà cũng chỉ nghĩ là mình giúp con mình thôi, rồi giúp con mình đi làm từ thiện, rồi cho ra đi bố thí cúng dường. Rồi từ từ họ có được cái niềm vui khi họ cho ra. Bởi vì cái gì biết, mình cho ra đó, mình vui hơn là mình nhận. Cái niềm vui nó cho ra, nó cứ lên lên hoài đối với họ. Và dần dần họ không cần một cái khoản tiền riêng của đứa con, mà họ vẫn sẵn sàng họ cho ra để họ đi bố thí, họ cũng nhiều. Và nhờ như vậy người con đã có cách giúp đỡ cha mẹ biết bố thí. Rồi trong cái việc bố thí đó, nó có ba điều ít nhất là quý vị phải nhớ. Để mà thứ nhất là giúp cho quý vị, thứ hai là giúp cho cha mẹ, để có chánh kiến về cái việc bố thí. Thứ nhất, khi mà cho ai đó rồi, cho rồi đừng có tiếc, cho rồi đừng có tiếc, chẳng thà không cho, cho rồi đừng tiếc. Vì sao? Cho mà mình tiếc của, đời sau sanh ra có tài sản mà không dám xài. Vì thấy rất nhiều người giàu thì giàu, ăn không dám ăn, mặc không dám mặc. Tại sao vậy? Mình nói họ ngu nhưng không phải, là cái nghiệp của họ. Cho ra mà tiếc của, đời sau có tài sản mà không dám xài. Cái thứ hai, cho ra mà tính toán, thì đời sau cái phước của mình nó cũng nhỏ bé. Nó có ba hạng bố thí. Thứ nhất là nô lệ thí, thứ hai là bằng hữu thí, thứ ba là chủ nhân thí. Nô lệ thí là sao? Có nghĩa là mấy cái thứ mình không thèm xài. Giả sử mình đi siêu thị mà họ thối lại mình 1.000, 2.000, mình tiện tay bỏ vô mấy cái thùng từ thiện, đó là nô lệ thí. Tại bỏ vô chật túi, nhiều lúc 1.000, 2.000 không biết làm gì thời buổi giờ. Rồi nhiều lúc để 1.000, 2.000 đó, rồi những cái gì bố thí cúng dường
thầy Lạc Bác thì đặt cho mấy ông sư 1.000, 2.000, nhưng ông đâu có chê. Mà thiền chỉ thì có gì, mấy lần mà sư đi bác nó toàn 1.000, 2.000 nhiều. Đó là tu huệ thí. Không phải không có phước, nhưng mà phước rất là hạn chế. Cái thứ hai là bằng hữu thí, có nghĩa là mình xài sao mình cho vậy. Đó là bằng hữu thí. Thứ ba mới là khó. Đó là chủ nhân thí, có nghĩa là những thứ mình không dám ăn, những gì mình không dám xài, mình nỡ, mình bỏ ra để mà mình cho người khác. Đó là chủ nhân thí. Thì tiền của chị không? Phước quý vị muốn hưởng bao nhiêu thì quý vị phải đầu tư bấy nhiêu. Cũng đừng có ham cái đồ mà rẻ, thì đừng có ham mua nhiều. Chẳng thà mình mua ít mà chất lượng, cái phước mình nó nhiều hơn. Mua đồ rẻ, mua nhiều mà nó không phước bao nhiêu. Tại sao? Sư thấy nhiều người đó, họ đi lãnh gạo quý vị. Nhiều lúc lãnh nhầm mấy cái bao gạo mà gạo nó dở, về họ chửi. Họ đâu có biết ơn mình đâu. Sự thật nó là như vậy. Cho nên ý, mình cho đồ ngon, cho đồ xịn chấp nhận mua ít, nhưng mà đồ xịn thì cái phước mình nó nhiều hơn. Bởi vì cái người nhận ý, họ mở, họ hoan hỷ. Họ hoan hỷ là mình có phước, mà mình cho cái đồ xịn là mình có phước. Cho nên nhớ, cho khi đã cho đừng tính toán. Người ta càng bán mình giá cao thì mình càng được nhiều phước. Phải cảm ơn người ta, cảm ơn việc người ta chặt chém luôn. Bởi vì anh đã tạo điều kiện, tạo cơ hội cho tôi được nhiều phước. Và cái thứ ba, phải nhớ để có chánh kiến khi bố thí. Là người bố thí mà bằng cái tâm ngã mạn cống cao, có nghĩa là coi thường người ta. Mình cho mà mình coi thường người ta. Đời xa xa ra, giàu có nhưng thấp hèn. Xin ví dụ, ở đời ở nhà già, rõ ràng sướng hơn mình rất nhiều, ăn ngon hơn mình, mặc sướng hơn mình, ở cũng tiện nghi hơn mình, nhưng mà ở đỡ. Trong khi đó cũng tài sản đó mà cái gì cho mà mình không có cống cao ngã mạn, đời sắp ra cũng mình hưởng tài sản mình làm chủ. Tại sao cùng một giá trị nhưng mà cái thái độ khác nhau nó quyết định đời sau mình cao sang thấp hèn. Cho nên khi bố thí phải nhớ ba cái điều này là ba thứ căn bản của việc đó. Giúp đỡ chính mình, giúp đỡ cho cha mẹ. Cho nên nó nói ba má mốt mà có đi mà làm phước á, thôi đừng có tính, đừng có tính. Người ta bán mắt cho mình có phước, đừng có tính. Mà cho mà đừng có tiếc, chẳng thà đừng cho đừng có tiếc. Tiếc cho mai mốt có của không dám xài. Nói vậy, mình nói vừa chơi vừa thiệt. Thiệt mưa dầm không lâu, tự nhiên sau này mình sẽ thay đổi được. Cái thứ hai là với những cái chúng sanh nào biết thương cha thương mẹ của mình, mà nếu như cha mẹ của mình ấy không giữ giới, giúp cho cha mẹ của mình giữ giới, người như vậy là đã trả ơn được cha và mẹ. Bởi vì sao? Mình có chăm lo cha mẹ mình như thế nào đi chăng nữa thì cùng lắm chăm lo cho đời này thôi. Nhưng mà nếu như cha mẹ của mình phá giới đó, đừng có nghĩ là mình giết con ruồi, giết con gián là nó tội nó nhẹ, không có nhẹ đâu quý vị. Đừng có nghĩ mình cắt cổ gà, mình đập đầu cá nó nhẹ, không nhẹ đâu thưa quý vị. Nhiều lúc đó, quý vị nói với ba mẹ, ba má, cái tụi gì đó nó khoái cắt cổ người ta, không phải ngẫu nhiên đâu. Tại đời trước người ta khoái cắt cổ gà, đời sau mấy con gà đó nó thành gì hết. Rồi mình ấy, mình cũng là con người, người với người nó bắt đầu nó cắt cổ. Mà phải với con gà, nó không có trí thông minh, nó đau, nó còn đỡ. Chứ còn cái con người nó đau ghê lắm. Cho nên một cái nghiệp mà mình đã tạo ra, nó sẽ theo đuổi mình trong cái dòng sanh tử luân hồi. Mà giả sử như cái người mà mình giết, cái chúng sanh mình giết, con giết con kiếm con gián đó, nó độ lượng, nó từ bi thị xã, nó là Bồ Tát sống, nó không có thèm nghĩ gì đến mình hết, thì bản thân mình cũng chịu cái nghiệp do mình giết nó. Nó không cần bảo hộ mình, bản thân mình đã chịu cái nghiệp rồi. Nghiệp gì? Kết thúc thân hoại mạng chung. Vì cái tội giết con kiến nó mình đi xuống địa ngục. Đáng không có gì, không đáng. Không đáng một cách nào. Đi xuống địa ngục, hết địa ngục này qua địa ngục khác, xong kiếp địa ngục rồi tái sanh làm ngạ quỷ, hưởng hết cái sự cực khổ của cõi ngạ quỷ, đi về làm súc vật. Trong cái kiếp làm, những cái kiếp làm loài thú đó, nếu như có một cái phước nào của quá khứ giúp cho quý vị được sinh làm người, thì cái người mang cái nghiệp sát sanh
họ sẽ sống yểm họ. Mình nói là mình gieo có một hạt giống mà cái nghiệp mình trả nó quá trời, nó không đáng chút nào. Cho nên biết thương cha thương mẹ của mình thì phải giúp cha mẹ của mình giữ giới. Bởi vì khi mình giúp cha mẹ mình giữ giới thì mình đã giúp cho cha mẹ mình thoát khỏi bốn cái đường khổ: địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, ta tu la. Vì thấy có người con nào có hiếu mà làm được chuyện đó, thấy chưa? Cho nên nếu như mình làm được chuyện đó thì mình là cái người con có hiếu, vì đã giúp cho cha mẹ mình thoát khỏi bốn cái đường khổ luân hồi. Chẳng những như vậy, mình còn giúp cho cha mẹ mình đi lên những cái cảnh vui sướng cõi người, cõi trời và cõi niết bàn. Khi mà chư tăng thọ giới cho quý vị đã nhắc, tất cả chúng sanh được giàu sang đầy đủ tài sản cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được sanh về cõi trời cũng nhờ giữ giới, tất cả chúng sanh được giải thoát nhập niết bàn cũng nhờ giữ giới. Cho nên mình giúp cho cha mẹ mình giữ giới là mình giúp cho cha mẹ mình có được tài sản đi về cõi trời, và trên hết là đi đến cái đạo quả niết bàn. Cho nên mình giúp cha mẹ mình có giới, mình giúp giữ tấm thương cái gì chứ không phải chuyện thường. Cho nên ráng, nhiều người nói ba mẹ mình thích làm cá làm tôm, làm quen là ông bà quen rồi, bây giờ mà kêu thôi đừng giết, nhiều lúc cũng khó. Đôi lúc do mình không có khéo, chẳng hạn như thay vì mua cái con còn sống thì là đặt về mà mình giết, mình có thể mình ra siêu thị mua cái loại mà người ta làm sẵn rồi, mua về cũng thịt cá vậy, nhưng mà cái loại người ta làm sẵn rồi đem về không mang cái tội sát sanh, thấy chưa? Nhưng mà nhớ đừng có cái kiểu mà mình ra mình chỉ con gà nè làm thịt nó cho tôi là không được. Khi mình kêu người ta làm thịt nó cho tôi có nghĩa là vì lời nói của mình mà nó chết là không được. Nhưng mà nếu như mình ra ngoài, ra siêu thị, ra chợ mua cái thịt làm sẵn rồi thì cái gì không mang tội sát sanh. Cho nên chỉ cần mình khéo thôi là mình có thể tránh được rất nhiều những cái nghiệp dữ. Rồi tiếp theo nữa, nếu như có một người con biết thương cha thương mẹ của mình, với cha mẹ của mình mà không có chánh tín, không có niềm tin đúng đắn, hướng dẫn cha mẹ mình có niềm tin đúng đắn, thì người như vậy là đã trả ơn được mẹ và cha. Thế nào là có niềm tin đúng đắn và thế nào không có niềm tin đúng đắn? Thứ nhất là mình phải tin nhân và quả, tin nghiệp và quả của nghiệp. Mình tin rằng mỗi người trong số chúng ta phải chịu trách nhiệm cho từng hành động, lời nói và suy tư của mình, hết sức quan trọng. Cho dù một người không theo Phật giáo đi chăng nữa, họ cũng phải chấp nhận điều này. Mỗi người trong số chúng ta phải chịu trách nhiệm cho từng hành động, lời nói và suy nghĩ của bản thân. Nếu như mà có một cái cõi khổ, có một cái nơi để chịu cực khổ, thì chỗ đó phải dành cho những người làm ác, nói ác và suy nghĩ ác. Và nếu như một người làm ác, nói ác, suy nghĩ ác còn có kiếp sau, thì họ chắc chắn phải đi về một cái cảnh giới đau khổ. Và ngay trong đời này họ chắc chắn họ phải chịu những cái sự đau khổ. Quý vị có nhớ là thường sư đã từng nói đó, một người làm ác họ phải chịu bốn thứ quả. Thứ nhất là họ bị pháp luật trừng trị nếu như cái tội đó đủ để truy tố. Thứ hai là họ bị tiếng đời chê trách. Thứ ba là họ bị cắn rứt lương tâm. Và thứ tư là họ chịu quả báo cho đời sau kiếp khác. Tin nhân và quả, tin nghiệp và quả của nghiệp, đó là cái gì có chánh tín. Rồi quý vị tin là nếu như mà có một cảnh giới tốt lành thì cảnh giới đó phải dành cho những người có hành động, lời nói và suy nghĩ tốt đẹp. Và một người có lời hành động, lời nói và suy nghĩ tốt đẹp, họ chắc chắn nếu như còn tái sanh ở đời sau kiếp khác thì họ sẽ được đi về cõi lành. Tin như vậy là có chắc tin. Chứ không lẽ bây giờ mình nói là mình tha hồ mình làm ác, tha hồ làm việc bất thiện, rồi tới hồi chết rồi kêu mấy ông sư tới cầu siêu, sư xin thưa
không tin. Bản thân sư không tin. Sư không tin là con người đó mà cho mấy ông sư một đống tiền mà cả mấy chục vị sư mà tới cầu siêu cho cái con người đó, họ siêu được, sư không tin. Nhưng mà nói không tin thì ai tin với sư? Cho nên phải nói là mình muốn cầu siêu được thì bản thân khi còn sống mình phải tự cầu siêu cho mình trước, chứ đừng chờ tới lúc chết rồi. Vì vậy có trái tín là phải tin mỗi người trong số chúng ta phải chịu trách nhiệm cho từng hành động, lời nói và suy nghĩ của mình. Đó là có trái tín. Cái thứ hai, tin tam bảo. Tin tam bảo ở đây đấy không có nghĩa là mình tới rồi mình quỳ mình lại Phật, cúng cho Phật một hai cây nhang, rồi xin Phật cho con gia đạo bình yên, rồi tình duyên như ý, rồi tha hồ mà tùm lum tùm la hết. Xin thưa với quý vị, mình tin lời nhiều quá, có cây nhang mà mình xin đủ thứ ấy, Phật nào dám chứng cho. Như vậy không phải chánh tín. Chánh tín là mình tin những cái lời dạy của Phật, tin rằng Phật là một đấng giác ngộ, Ngài đã nhìn thấy tất cả những cái khía cạnh của thế gian, Ngài hiểu đây là con đường đưa đến hạnh phúc và đây là con đường đưa đến đau khổ. Ngài đã dạy mình cái cách để mà chúng ta được hạnh phúc, và nếu như mình tin Phật là mình phải hành trì theo lời Phật. Người như vậy mới gọi là có chánh tín. Xin lấy ví dụ giống như mình đi bệnh viện, mình biết cái bệnh viện này là bệnh viện nổi tiếng, ông bác sĩ này là ông bác sĩ nổi tiếng, mình tin ông bác sĩ thì ông bác sĩ cho thuốc mình phải uống thuốc. Chứ không lẽ bây giờ mình tin bác sĩ quá, mình kính bác sĩ quá, mình in cái hình bác sĩ ra mình để bàn thờ mình lại, rồi bệnh mình có hết hay không? Nếu mà quý vị nói mà quý vị để hình bác sĩ lên bàn thờ, quý vị lại, quý vị hết bệnh được thì sư cũng chịu thua quý vị luôn. Cho nên ý, tin Phật là phải thực hành theo lời dạy của Phật để đi đến cái con đường thoát khổ. Chứ còn tin Phật mà mình tin suông không thôi thì đó chưa gọi là chánh tín. Vì vậy, một người mà biết thương cha thương mẹ của mình, chỉ cần mà giúp cho cha mẹ mình có được hai thứ niềm tin này là đủ cho cha mẹ mình sanh thiên. Và nếu như đủ duyên thì có thể thoát khỏi cái vòng sinh tử luân hồi. Nếu như một vị tin tam bảo đúng không? Bởi vì sao vậy? Hồi nãy có vị nào đã nói đấy, một vị thánh sơ quả dứt thân kiến hoài nghi và giới cấm thủ. Một vị thánh sơ quả cho dù có vị nguyên nhân sinh mạng thì vị đó cũng không thay đổi được niềm tin đối với Phật, đối với Pháp, đối với Tăng. Sư xin thưa là giả sử bây giờ nếu như mà có ai mà kề dao vô cổ của mình ấy, mà nói là bây giờ anh bỏ Phật đi, chứ còn mày mà mày không bỏ Phật tao giết mày chết, là đảm bảo rất nhiều người trong số chúng ta bỏ Phật. Hoặc là mình bị một cái căn bệnh ngặt nghèo nào đó mà người ta nói chỉ cần thôi đổi đạo đi, đổi qua đạo Chúa, đạo Hồi, đạo nước lạnh, nước sâu gì đó là hết bệnh. Là đảm bảo trong số chúng ta rất nhiều người bệnh nó tra tấn mà ngày đêm đổi đạo đi. Mà đổi mà hết bệnh là tin trội đạo linh. Mà trong khi đó, một vị thánh sơ quả dù cho tính mạng bị uy hiếp, vì đó cũng không bao giờ thay đổi cái niềm tin lên Phật, Pháp và Tăng. Cho nên nếu như mà quý vị giúp được cha mẹ của mình có được niềm tin kiên cố không thay đổi được, thì có nghĩa là quý vị giúp cha mẹ mình đi đến cái đạo quả, ít nhất là tu đạo quả. Mà một người như vậy thì chắc chắn là đã trả ơn được cho cha và mẹ. Và thứ tư, một người mà biết nghĩ đến mẹ và cha, một lòng biết báo ơn cha của mình và mẹ của mình. Nếu như cha và mẹ có tà kiến thì giúp cho cha và mẹ có chánh kiến, người như vậy là đã báo được ơn mẹ và cha. Thế nào là tà kiến và thế nào là chánh kiến? Tà kiến, nói mà phân tích sâu là 62 tà kiến ở trong kinh Phạm Võng của Trường Bộ. Nhưng mà nói gọn lại thì có hai.
là thường kiến và đoạn kiến. Mới hôm qua đó quý vị, sư nghe một số người phân tích thường kiến và đoạn kiến, sư chứng thử. Sư không nghĩ là một người học Phật mà họ không hiểu thường kiến và đoạn kiến là cái gì thì sư phải nói là sư chứng thử. Sư không thể tưởng tượng được. Thường kiến nó có ba. Thứ nhất là tin rằng có một cái tôi, có một cái linh hồn bất biến, có một cái tôi lúc nào nó không bao giờ nó thay đổi. Giả sử như bây giờ tôi tái sanh thành con bò thì con bò nó là tôi, nó vẫn là tôi. Và có một cái tôi nó đi từ kiếp này qua kiếp khác. Người tin như vậy là dính vào thường kiến. Bởi vì sao? Giáo lý của Đức Phật là giáo lý vô ngã, không có cái gọi là tôi là của tôi. Đức Phật dạy như thế này: này các tỳ kheo, ta nói sắc là thường hay vô thường? Bạch Thế Tôn, sắc là vô thường. Tại sao sắc là vô thường? Sắc là cái gì? Là cơ thể này là cái gì? Cái cơ thể này tại sao nói nó là vô thường? Nó già, nó bệnh, nó chết. Tôi đâu có muốn nó già, nhưng mà nó phải già. Không ai muốn xấu hết, nhưng mà tự nhiên già rồi tự nhiên phải xấu. Rồi không ai muốn bệnh, nhưng mà nó phải bệnh. Tại vì nó vô thường. Lúc nó thích thì nó khỏe, không thích nó bệnh. Lúc tuổi còn trẻ thì nó bay, nó nhảy, nó chạy trăm cây số, ngàn không biết mệt. Lúc tuổi già, đau đớn đủ thứ hết. Căn bản nó là vô thường. Mà vô thường thì Đức Thế Tôn hỏi: này các tỳ kheo, cái gì là vô thường? Thì nó là vui hay khổ? Chứ Tăng nói bạch Đức Thế Tôn là khổ. Rõ ràng mình đâu có muốn nó già đâu. Nó già, già là khổ hay là vui? Khổ. Cái gì thì cũng có hạn sử dụng hết. Từ cái ly, cái tách, cho tới cái quần, cái áo, cho tới chính cái cơ thể này, nó đều có hạn sử dụng hết. Cho nên khi nó hết hạn rồi là mình khổ. Ngay cả tình cảm, vợ chồng, lúc yêu nhau ai không muốn sống tới răng không đầu bạc. Nhưng mà thử ra ngoài tòa án hỏi còn năm họ xử bao nhiêu vụ ly hôn, thấy chưa? Cái gì nó cũng có hạn sử dụng. Mà có một ông tiến sĩ, tôi không biết là ông nghiên cứu đúng hay sai, mà ông nói trung bình một cái cặp vợ chồng, trong đầu của người chồng nghĩ tới cái chuyện mà bỏ vợ nghĩ mười mấy lần trong đời, suốt cả một cái cuộc sống hôn nhân. Mà một bà vợ trong suốt cuộc sống hôn nhân nghĩ tới cái chuyện mà bỏ chồng cũng cỡ đó. Nhưng mà ông chồng mỗi một lần mà ông nghĩ tới cái chuyện muốn ly hôn, muốn bỏ vợ đó, ông không nói. Cho tới cuối cùng muốn bỏ thiệt, chắc chắn là bỏ, ông mới nói. Còn bà vợ đó, mỗi lần ông muốn bảo bỏ chồng, bà nói mười mấy lần là mười mấy lần nói. Cái quở một cái là thôi, tôi bỏ ông. Cho nên cái gì nó cũng có hạn sử dụng hết. Mà bởi vì mình không tin cái chuyện đó, cho nên khi nó hết hạn sử dụng là mình khổ. Thấy chưa? Và Đức Phật nói cái gì là khổ thì có đáng hay không để các ông nói đây là tôi, là của tôi? Nó không đáng. Giả sử mình có người chồng, người vợ phụ bạc thì đâu có đáng đâu gọi đó là chồng, là vợ của mình. Mình có cái tấm thân nó già, nó bệnh, nó chết thì không đáng để coi đây là tấm thân của mình. Cho nên giáo lý của Đức Phật là giáo lý vô ngã, không có cái gì gọi là tôi là của tôi. Rồi cái tiếp theo, cái thường kiến tiếp theo là tin rằng có một cái đấng bề trên nào đó có quyền ban phước giáng họa cho mình. Có một cái đấng gọi là tối cao muôn loài nắm cái quyền sinh sát, thì đó là thường kiến. Bởi vì mỗi chúng sanh có một nghiệp của mình. Mình là chủ nhân của nghiệp, mình tạo ra nghiệp và mình thừa tự nghiệp. Chứ không có ai có cái quyền mà ban phước giáng họa cho mình hết. Cho nên khi mà mình tin là có một cái đấng bề trên nào đó nắm cái quyền sinh sát cuộc sống của mình, là mình dướng vào thường kiến. Và cái thường kiến thứ ba đó là mình tin vào một cái cứu cánh giải thoát mà xa lìa cái lý nhân quả, thì đó là thường kiến. Nhưng mà cái thường kiến đó là còn nhẹ. Bởi vì sao? Vì người vướng vào thường kiến ít nhất họ còn biết làm thiện. Bởi vì
họ nghĩ là tôi làm thiện, tôi làm thiện để tôi hưởng thiện, rồi tôi làm ác thì tôi sẽ chịu đau khổ. Ít nhất họ còn tin cái chuyện làm thiện. Nhưng mà cái thứ đoạn kiến là bất kỳ chuyện. Có ba cái loại đoạn kiến. Thứ nhất là vô nhân kiến, có nghĩa là họ nghĩ mọi việc ở thế gian ngẫu nhiên mà có, toàn bộ là ngẫu nhiên hết. Ví dụ như trời hôm nay mưa hay nắng là ngẫu nhiên, hôm nay tôi khỏe hay tôi bệnh là ngẫu nhiên, hôm nay tôi buồn hay tôi vui là ngẫu nhiên. Nhưng không, Đức Phật dạy mỗi người trong số chúng ta đều chịu chi phối bởi nhân và quả, và theo kèm theo đó là 24 duyên. Ví dụ như cái này nó giúp đỡ nhau bằng cái nó có mặt, có mặt trước gọi là tiền sanh duyên. Cái này nó giúp đỡ cái kia bằng cách nó có mặt sau gọi là hậu sanh duyên. Cái này nó giúp đỡ cái kia bằng cách nó cùng có mặt gọi là câu sanh duyên. Cái này nó giúp đỡ cái kia bằng cách nó vắng mặt gọi là ly gián duyên. Thế nào là nó giúp đỡ nhau bằng cách nó có mặt trước? Ví dụ như nhờ chư tăng chuẩn bị bàn ghế, chuẩn bị đèn điện ánh sáng, chuẩn bị hết bông hoa, thì quý vị mới tới đây, quý vị hoan hỷ thấy những cái cảnh này, quý vị tham dự cái lễ đầu đà. Có nghĩa là cái việc mà có đèn, mà có bông, rồi có những cái thứ chuẩn bị này là chư tăng đã chuẩn bị trước khi quý vị tới, và nó giúp đỡ quý vị, thì nó là tiền sanh duyên. Rồi bản thân quý vị tới đây, tới chùa, nhờ quý vị tới chùa cho nên cái buổi tối đầu đà ngày hôm nay nó mới diễn ra trôi chảy được. Mặc dù quý vị tới sau, chứ đang chuẩn bị trước quý vị tới sau, thì chính cái sự tới sau quý vị nó giúp đỡ cái buổi lễ ngày hôm nay. Đó là hậu sanh duyên. Rồi thế nào là câu sanh duyên? Sư có mặt ở đây, sư ngồi ở đây, quý vị cũng ngồi ở đây, cho nên mình mới có một cái buổi pháp thoại. Vắng mặt quý vị, sư ngồi sư nói với ai? Mà không có sư ở đây, quý vị ngồi nghe ăn nói. Cho nên chúng ta giúp đỡ nhau bằng cách cùng có mặt là câu sanh duyên. Rồi một chút xíu nữa hết, sư thuyết pháp xong, sư đi xuống pháp tòa, quý vị nghỉ giải lao, quý vị đi ra ngoài thì chỗ này nó vắng hết. Tại sao nó vắng? Bởi vì chúng ta cùng nhau chúng ta vắng mặt. Cái sự vắng mặt của chúng ta nó giúp cho cái không gian này nó trống rỗng, không có ai hết. Chính vì vậy chúng ta đã giúp đỡ nó bằng cách chúng ta vắng mặt. Hoặc là chúng ta có mặt ngày nay, chúng ta có được những cái buổi này nhờ không có những cái thành phần cố ý phá hoại. Mặc dù mình không biết họ là ai, họ có hay không, không biết. Nhưng mà nhờ họ không có mặt ở đây cho nên buổi lễ diễn ra tốt đẹp. Thì chính cái sự giúp đỡ, cái vắng mặt đó gọi là ly hướng duyên. Thấy chưa? Mỗi người trong số chúng ta đều bị chi phối bởi nhân và quả và bởi 24 duyên. Chứ không có cái gì ngẫu nhiên, không hề có một cái gọi là ngẫu nhiên hết. Toàn bộ đều có nguyên nhân. Thấy chưa? Rồi cái đoạn kiến tiếp theo, đó là vô hành kiến. Có nghĩa là họ tin rằng cái gọi là thiện ác đó, nó cũng như nhau thôi. Chẳng qua người ta thích cái gì người ta thích, người ta vui vẻ, người ta gọi nó là thiện. Còn cái gì người ta không thích, người ta không vui, người ta gọi nó là bất thiện. Và cái việc mình làm thiện hay làm bất thiện ấy, nó không dính dáng gì nhau hết. Mình có lên trời, mình những lúc mình giết bò, giết gà, mình vẫn lên trời như thường. Tại vì họ nghĩ cái chuyện đó là cái chuyện thiện. Ví dụ như có những cái tôn giáo đó, cứ ôm bơm đi con, theo thánh đi con, nó ôm bơm nó liền chết, và nó nghĩ cái chuyện đó là nó được lên trời. Nó không phân biệt được thiện và ác, nó nghĩ thiện và ác nó như nhau. Thì cái người như vậy là vô hành kiến, có nghĩa là họ thấy rằng không có nghiệp thiện và bất thiện, chẳng qua chỉ là cái hành động thôi. Người ta thích người ta gọi là thiện, không thích gọi là bất thiện. Không có cái gọi là thiện và bất thiện này. Cho nên nhiều lúc, giả sử như bây giờ mình có cái điện thoại, nó chợt cái điện thoại mình nó chơm, nó lấy điện thoại mình, nó nói, nó làm gì có cái gọi là thiện và bất thiện đâu. Thiện bất thiện như nhau á, tôi chợt điện thoại của anh chứ tôi không chợt, nó cũng như nhau. Không có gì thiện và bất thiện. Thì cái người như vậy gọi là vô hành kiến. Và cái cuối cùng nguy hiểm nhất là vô hành kiến, có nghĩa là tôi nhân danh khoa học, cái gì tôi không nhìn thấy, tôi không chứng minh được là nó không có. Ví dụ tôi không thấy cõi trời, cõi trời không có. Tôi không thấy địa ngục, địa ngục không có.
Tôi không thấy những cái hàng quốc mặt, vậy thì những cái hàng đó không có. Tôi không thấy thánh nhân, tôi không chứng minh được Niết Bàn, thì Niết Bàn không có, thánh nhân không có. Cái này nó nguy hại vô cùng. Hôm bữa sư đã đưa ra một cái ví dụ, tất cả trong số chúng ta đây chắc hẳn là chưa từng tới Ai Cập, chưa ai tới Ai Cập hết. Như vậy Ai Cập không có thiện, mình chưa tới Ai Cập không có thiện. Những cái hình ảnh toàn bộ là Photoshop, chỉnh sửa cho máy tính mà ra. Toàn bộ những video là hiệu ứng hình ảnh, toàn bộ kỹ xảo điện ảnh nó tạo ra, chứ không có cái gọi là Ai Cập. Rồi những cái sách báo mà viết về cái gọi là Ai Cập đó, toàn bộ họ tưởng tượng mà ra. Chỉ có dịp thấy cái con người như vậy có trí khôn hay không có trí khôn, mà trong khi đó họ chỉ tin những cái gì họ thấy bằng mắt, họ nghe bằng tai và họ có thể suy tưởng ra được. Thì người như vậy gọi là vô hữu kiếp. Thì khi mà mình có cha mẹ của mình vướng vào hai cái thứ tà kiến này, đó là thường kiến và đoạn kiến, mình giúp cho cha mẹ mình thoát khỏi hai cái thứ tà kiến đó là mình đã báo ơn được mẹ và cha. Vì sao vậy? Đức Thế Tôn nói: này các tỳ kheo, ta không thấy một pháp nào khác nữa mà chính pháp đó nó khiến cho những cái thiện pháp chưa có sẽ không có, những thiện pháp đã có sẽ lụi tàn, rồi nó sẽ khiến cho những cái pháp bất thiện chưa có nó sẽ có, những pháp bất thiện đã có nó sẽ tăng trưởng đi đến viên mãn, như là tà kiến. Tà kiến này các tỳ kheo, nó sẽ khiến cho những pháp bất thiện chưa có sẽ không có. Xin lỗi, những pháp thiện chưa có sẽ không có, những pháp thiện đang có sẽ đi đến lụi tàn, những pháp bất thiện chưa có nó sẽ có, những pháp bất thiện đang có nó sẽ đi đến tăng trưởng cho đến viên mãn. Cho nên cái tà kiến nó nguy hại vô cùng cho quý vị. Và khi mà quý vị giúp cho cha mẹ mình thoát khỏi cái tà kiến là quý vị đã báo đáp được cái ơn nghĩa sinh thành. Thì cái còn lại đó, cái nhiệm vụ còn lại của người tại gia cư sĩ đó, thưa quý vị, là quý vị giữ gìn những cái truyền thống tốt đẹp của cha và mẹ. Có nghĩa là sao? Những cái truyền thống tôn sư trọng đạo, những cái truyền thống biết tin tưởng đến giáo pháp, những cái truyền thống ăn hiền ở lành, những cái điểm tốt đẹp từ xa xưa tới bây giờ của ông bà cha mẹ mình để lại, chúng ta phải biết duy trì nó, gìn giữ nó. Thời nay nhiều người họ coi thường những cái giá trị truyền thống, cho nên nếu như chúng ta là một người con có hiếu thì bổn phận của chúng ta là phải biết duy trì những cái truyền thống tốt đẹp của ông bà cha mẹ. Đương nhiên những cái truyền thống mà nó xấu thì bỏ đi, ví dụ tốn kém mà không có lợi ích, hoặc là những cái buổi mà ăn chơi rồi tổ chức hội hè đình đám mà không có một cái lợi ích gì hết, chẳng hạn như đâm châu thuốc chó, nó không có lợi ích, thì những cái đó mình không nên. Còn những cái truyền thống tốt đẹp thì chúng ta nên giữ gìn. Và điều tiếp theo đó, bổn phận của một người tại gia cư sĩ đối với cha mẹ là họ biết bảo vệ tài sản của gia đình. Mình đừng có nói là bây giờ tài sản tôi không bảo vệ, ăn bảo vệ. Sai. Đức Phật nói có 6 nguyên nhân khiến cho người tại gia cư sĩ làm mất mát tài sản. Mà nếu như quý vị phạm vào 6 nguyên nhân này thì quý vị không giữ gìn được tài sản gia đình. Thứ nhất là mê rượu chè. Cái chuyện ăn nhậu tốn kém không nói, sư khổ cần phải nhắc nhở. Cái thứ hai là thích bài bạc. Thì bài bạc thì chắc chắn là tốn kém rồi, cờ bạc là bác thành bậc. Cái thứ ba là đi sớm về khuya, đi ngang về tạc. Có nghĩa là đi sớm về muộn. Quý vị biết khi mà mình không có mặt ở nhà, không ai bảo vệ tài sản và gia đình mình hết. Sư có một người bạn làm cái nghề chài lưới, thì bạn người bạn này nói với sư là cái làng, cái thôn mà chài lưới mà bản thân cái anh này ảnh ở đó, cái tỷ lệ ngoại tình nó cao nhất.
rất là cao. Bởi vì sao? Ông chồng đi nhiều lúc đi biển mà đi nửa tháng tháng mới chịu về, bà vợ ở nhà chịu nổi ngoại tình. Cho nên khi mà mình đi xa quá, mình không có mặt ở gia đình, thì mình không thể bảo vệ được tài sản, không thể bảo vệ được người thân của mình. Rồi tiếp theo nữa là cái người mà la cà đình đám, có nghĩa là thích ăn chơi. Thì cái người đó thích ăn chơi thì chắc chắn họ phải thất thoát tài sản. Và điều tiếp theo nữa, nguyên nhân thứ năm là một người giao du với bạn xấu. Bởi vì khi mình giao du với bạn xấu, không lẽ giờ nó rủ đi nhậu 10 lần, mình từ chối cái 9 lần, lần thứ 10 không lẽ từ chối tiếp, nó cũng kỳ. Đã gọi là bạn thì nhiều lúc thôi chiều nó một cái. Rồi bạn bè nhiều lúc nó rủ mình đi chơi bời đó, chẳng hạn như đi tăng 2, tăng 3, không để giờ nó rủ mình chục lần rồi, lần thứ 11 lẽ mình không nể mặt nó. Nó biết thì mình cũng phải nể. Mà chính vì vậy từ cái sai này đi tới cái sai khác. Và điều cuối cùng nguyên nhân khiến cho người tại gia cư sĩ mất mát tài sản, đó là mình quen cái thói lười biếng. Miệng ăn núi lửa, núi lở, đâu có ai rảnh đâu mà nuôi mình. Cho nên mình làm biếng thì chắc chắn là mình tốn hao tài sản. Do đó bổn phận của người tại gia cư sĩ đó là bảo vệ tài sản gia đình bằng cách tránh sáu cái nguyên nhân làm mất mát tài sản. Và điều cuối cùng, bổn phận của mình đối với cha mẹ là khi cha mẹ mất rồi phải biết làm phước, hồi hướng phước đến cho cha mẹ. Và trong bài kinh này Đức Phật không chỉ nói đến cha mẹ của đời này mà còn cha mẹ của những cái đời trước nữa. Bởi vì sao? Này các tỳ kheo, ta chưa thấy một chúng sanh nào chưa từng làm cha làm mẹ của mình. Mình có vô số người cha người mẹ hiện tại bây giờ đây này đang phải sống trong cái cảnh đau khổ. Vì vậy bổn phận của mỗi người trong số chúng ta, nếu như chúng ta thấy là người có hiếu, thì phải biết làm phước và hồi hướng phước đến với cha mẹ của mình. Không nhất thiết phải đúng người cha này, đúng người mẹ kia hưởng, chưa chắc. Mình đâu có thần thông đâu mình biết chắc đúng cái người cha người mẹ thì mình hưởng. Nhưng mà trong vô số những người cha người mẹ của mình đó, sẽ có những người cha người mẹ nhờ hưởng được cái phước hồi hướng của mình mà sanh về cảnh giới tốt đẹp hơn. Cho nên bổn phận của mỗi chúng ta đó là thường xuyên nghĩ về người thân của mình đã quá vãng, thường xuyên làm phước và hồi hướng phước. Vì vậy phước báo mà sư tổ vị làm cho ngày hôm nay xin chia đều đến tất cả chúng sanh, nguyện cho chúng sanh được thọ hưởng tùy ý, sau khi đã thọ hưởng rồi được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả là người quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cho tất cả chúng sanh đừng có oan trả lẫn nhau, hãy cho được sự an vui, đừng có khổ, đừng làm hại lẫn nhau, đừng hẹn thương, hãy cho được sống lâu, đừng có bệnh hoạn, hãy cho được thành tựu đầy đủ, hãy giữ mình cho được sự an vui. Tất cả chúng sanh đến khổ rồi, xin đừng cho có khổ. Đến sự kinh sợ rồi, xin đừng cho kinh sợ. Đến sự thương tiếc rồi, xin đừng cho thương tiếc. Nguyện cầu tam bảo từ hạt độ, nguyện thoát ba lai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan khớp, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện dình tam học giới được tuệ, nguyện đoạn tham sân si và sân, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không già đái, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Đa Dạ, Nam mô Tam Ma Dạ, Nam mô Sa Khả.